Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Lộc Hân Miền Tây. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu video sông nước miền Tây, cây trái đầu mùa mưa. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video và đồng hành với mình nhé. Đây là cây dừa. Cây dừa này hơi bị siêu trái đấy quý vị. Trái quá trời trái luôn. Ở miền Tây có những cây dừa như thế này cũng không phải là lạ. Bây giờ mình đi ngắm hoa bằng lăng nha quý vị. Gần kế bên đây là có một cây hoa bằng lăng. Đẹp lắm mà nó xa quá, mình chỉ zoom lại gần gần. Nhưng mà không được đẹp lắm, mong quý vị thông cảm nha. Nó hơi bị ngược sáng, hơi bị chói nắng đó quý vị. Hoa bằng lăng tím có nhiều cái truyền thuyết, có nhiều cái huyền thoại và có những cái bài hát liên quan tới cây hoa bằng lăng này, những cái bài hát rất hay nha quý vị. Này mình cố gắng zoom cận cảnh lại luôn. Rồi sau khi ngắm hoa bằng lăng là phía trước mình thấy có cái hoa vàng, hoa đậu biếc ngay cổng nhà hàng xóm. Đây mình sẽ review cái hoa đậu biếc lên đây. Đây là vàng hoa đậu biếc, chủ vườn nhà hàng xóm trồng cho bò cặp hàng rào, màu xanh biếc là đẹp. Hoa đậu biếc này cũng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe lắm đó quý vị. Lúc này cũng đang có phong trào đi lấy cái những cái hoa đậu biếc, những cái nụ hoa về làm thuốc và pha trà uống đó quý vị. Rồi mình sẽ chia sẻ những cái mảnh vườn nhỏ của mình, cái cây rau húng quế nha. Đây là những cái cây rau húng quế nhỏ của mình gieo bằng hạt đấy. Này khoảng chừng một tuần nữa là cắt được rồi đó, thu hoạch được rồi đó. Đầu mùa mưa những cái hoa húng quế nó bị ảnh hưởng cái nước mưa, nó không có được tốt nữa gì, nó vàng lá, nó hơi vàng lá. Đây là quý vị nhìn thấy kỹ là có những cái lá nó vàng vàng. Mình trồng rau sạch không phân thuốc thì cái chuyện vàng là bị ảnh hưởng chuyện bình thường thôi. Mùa mưa là trồng rau màu là rất là khó nghe quý vị. Sâu bệnh hại cũng tràn ngập tùm lum luôn. Mùa mưa trồng rau nó không tốt bằng mùa nắng mình. Còn đây là rau diếp cá, hay còn gọi là rau dấp cá đó nha quý vị. Rau này cũng trị bệnh chỉ và trị bệnh đau họng vân vân, có nhiều công dụng lắm. Rau diếp cá này rất là trị bệnh, rất là đại tài. Đặc biệt là của cái loại rau diếp cá này là nó rất là thích ưa đất nha quý vị. Quý vị trồng mà có phân mà có đất trong đó nha, đất nó ướt, nó ẩm á, nó nhão nhão á là thích lắm. Có cái bài hát về rau là ăn hơi tanh tanh là rau diếp cá. Không biết quý vị khi ăn rau diếp cá có cảm nhận như thế nào?
Gao giúp cá này nó nhảy dữ lắm đó quý vị, nó nhảy con xung quanh cái chỗ đó, nó nhảy xa như như cái củ sen vậy đó, nhảy đi xa ngay cái chỗ nó trồng luôn. Cái bông gao giúp cá nó cũng là một vị thuốc rất là quý đó đó quý vị. Rồi mình tiếp tục mời cả nhà mình thấy có con cua kìa, nó mới mưa xong nó bò lên rồi, để mình review cho quý vị cùng xem nha. Đây anh ta đây, mới dưới mương bò lên đây. Mà là làm gì bò càng bò niễn. Mình trong dân gian thường hay câu có câu bò càng bò niễn. Hôm nay là thích hợp với con cua này đây. Hình như là nó bị một bên nó bị mất mấy cái ngoe cua, hàng chi nó bò nó bị niễn niễn nè, mất tư thế này. Để mình chọc nó thử coi xem sao. Đưa tay mình chọc rồi. Ồ, nó bắt đầu nó tự vệ, nó đưa hai càng lên rồi, bắt đầu nó chơi mình đó. Nó nói mày ngon mày thử xem, mày ngon mày thử xem, đưa tay vô chơi tao chơi mày lại liền. Thôi sụt lui rồi, nó biết mất thế nên nó sụt lui rồi, nó tìm đường chạy thoát rồi. Hay là không biết nhìn thấy máy quay rồi nó mất cỡ hay gì, nó vội tìm đường chạy thoát rồi té luôn rồi, lật té nhào luôn rồi, tự tử rồi, nhảy xuống vực tự tử luôn rồi, rồi biến mất luôn. Rồi đây là cây ớt của nhà mình nè quý vị ơi. Đây là cây ớt chỉ thiêu nha, hay còn gọi là ớt bún. Nó có nhiều loại nhưng mà theo mình được biết là cây ớt mà cái trái nó nhỏ dài á là ớt chỉ thiêu, còn ớt bún là cái trái nó cục lại mà cái ở dưới gần cuống nó sẽ to ra. Trái nó không có dài giống như ớt chỉ thiêu. Mình mua ớt về mình ăn á, mình gãi cái hộp gieo chơi chơi thôi mà nó lên quá trời lên luôn. Lên rồi thấy nó mình đi trồng luôn. Đây là chỉ có một cái cây ớt thôi, nó mà cái tàn là hết cái lớn. Trái xum xê ngã luôn, mình phải lấy cây mình chổi lại. Không có ớt thì không chịu, mà giờ có ớt nhiều quá thì ăn cũng hết. Bao nhiêu đây là ăn cay xịt khối lỗ tai luôn. Cay lắm, mình ăn là mình ăn cay mà mình cảm thấy ớt này là cay dữ lắm đó quý vị. Rồi tiếp theo mình sẽ review cây vú sữa nhà của chị hai hàng xóm nha, sát bên nhà đây. Đây, vô mình khám phá cây vú sữa này coi có trái chín không nè. Bẻ luôn. Rồi trái này bị gùi vàng nó đục, nó xì mũ à. Nhìn trái nó cũng xấu nữa. Ở đây có cây vú sữa mà tôi được nhìn trái mà. Rồi trái này cũng bị gùi vàng đục xì mũ luôn rồi. Nhà này không bao trái gì hết. Đây cũng có một trái nè. Ô cái trái này nó bóng bóng, nó vàng vàng, nó chín rồi nè. Để mình bẻ trái này luôn. Vú sữa này không biết loại gì đây. Trời ơi, trái gì mà nhìn nó không đẹp gì trơn. Bóng bên kia nó không có được nguyên vẹn. Trên kia cũng có nè quý vị. Đây cũng bị gùi vàng nó đục xì mũ hết trơn nè. Chích xì mũ hết trơn, chảy mũ hết. Gùi vàng này tàn ác thiệt. Đây một trái này nó bị hư luôn rồi. Ồ, ngoài kia kìa, ngoài kia còn cái tàn lá nó xum xê, ngoài kia cái trái nhỏ nhỏ lừ hết trơn. Đây mình quay không tới. Ngoài kia lừ hết trơn. Có một cây mà trái quá trời trái. Trái nhỏ nhỏ lừ chứ mình bị gùi vàng đục cũng hư hết.
Rồi mình ra ăn trước đây, mình tìm coi có trái nào chín nữa không. Trước ngoài hàng rào chắc có nhiều đất chín nữa, rụng hết rồi. Đây trên kia mình thấy rồi, em mình zoom lại cho quý vị xem nha. Đó, trái đó chín rồi đó, nhưng mà mình không có cây rồi để hái. Còn leo thì cái đó leo là gãy cây, gãy nhánh á, nhánh thì dở. Còn trái bên kia nó bị dơ gì nó ăn đục khoét tiêu. Quay ngược sáng là nó hơi mờ mờ, nó không rõ nét. Rồi thôi đi vô. Bên kia nữa kìa, cây vú sữa nhỏ mà nhảy tượt tùm lum chứ. Ở đây mình lụm được hai trái vú sữa nữa nè. Đây có trái nào cũng xấu hết trơn. Có một trái cái đít nó nhọn nhọn giống như quả đầu tiên nè quý vị. Cũng ngộ thiệt. Mình biến dạng, nó bị biến dạng đột biến gen hay gì không biết nữa. Ở đây có con bò nhà hàng xóm nó kêu quá trời. Rồi đi sang nhà rồi kế bên thăm cái vườn rau của anh hai mình thôi. Thấy anh hai mình đang xịt thuốc à, thì ra là ảnh tưới phân chứ không xịt thuốc. Ảnh tưới phân cái liếp cải ngọt nè. Mấy liếp rau sát cuộn luôn. Lúa đang chuẩn bị dứt phân đợt 3 nè quý vị. Đây là những liếp rau cải ngọt của cái anh nhà hàng xóm đây. Trời mưa rau nó bị úng nhiều quá, ảnh tưới phân cho nó cây sung lại. Quý vị thấy cảnh quê thật yên bình không ạ? Rồi mình cũng xin kết thúc video. Quý vị nào thấy video mình hay và bổ ích, xin nhấn like và cũng như subscribe kênh Lộc Hân Miền Tây nha, để nhận thêm nhiều video hay nhất và mới nhất của khi mình ra video mới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video kế tiếp. Bye bye quý vị.